đây con gì ạ? Chuột. Xá ơi, con chuột này để ăn à? Đấy á, chuột này bắt ở trên đồng à? Trên rừng á? Chuột này. À, xin chào các bạn nhé. Mình đang ở một anh người Mông. Sửa để đi rừng lấy gỗ gỗ à? Máy này đi mua hay đi mượn đấy? Đi mượn à? Anh tên là gì? Xà. Xà. Anh chắc người Mông chứ nhỉ? Ra đây ở riêng à? Thế nhà ở trong xã hay ở đâu? Nhà ngay bản này thế á? Vợ con đi đâu hết rồi? Không biết á? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 20 á? Ồ, thì tên vợ sớm lắm nhỉ? Mình vào tham quan qua nhà tí nhá. Chắc căng căng bạt này để cho đỡ lạnh chứ nhỉ? Chỗ ngủ. Mình không quay chỗ ngủ đâu. Đây đó. Đây nhà anh Sa. Đây là khu bếp. Đời sống cực kỳ khó khăn các bạn ạ. Đây có gì ạ? Chuột. Xá ơi, con chuột này để ăn à? Đấy á? Chuột này bắt ở trên đồng à? Trên rừng á? Chuột này mà ăn ý thì phải làm sạch hạch nó đi nhá. Hả? Ừ, phải làm sạch hạch nó đi, không ăn độc lắm. Quá khổ các bạn ạ. Nên dừng bắt chuột để ăn. Nhà cửa. Bếp này. Ngô. Mốc này. Ở đây tối có lạnh không? Có. Có. Vợ về nhà ngoại à? Chắc vợ đi tìm châu. À, đi tìm châu á? Vợ nhiều tuổi chưa? Vợ 19. Vợ 19 á? Thế là cũng muộn so với người dân mình, nó cũng lấy muộn chứ đúng không? May hôm nay nó nắng ấm nhỉ. Đây, chuồng trâu. Trâu ở trên này, thế này thì nó lạnh chết mất à? Trâu thế này cho là chả lạnh chết à? Thế này thì tắm rửa ở đâu? Vợ tắm ở đâu? Ở chắc ruộng ở đằng sau này luôn đúng không? Xa. Mình có đi làm gì không hay là có đi làm thêm không? Đi làm thì làm gì? Phụ hồ à? Đi ít thế á? Năm đi được 2-3 lần nữa. Thế thì
À, đi làm đến Trung Quốc á? Nhưng mà đi làm nhiều dài ngày thì một hai tuần á. Cái cây này không biết là để chữa gì nhỉ? Thế họ mang về á? Thật đầu tiên anh nhìn thấy cái này. Nhà ở thế này may có bạt chứ không lạnh lắm nhỉ? Đợt vừa rồi lạnh lắm nhỉ? Cái tấm gỗ này xẻ ra để làm gì đấy? Để làm nhà á? Nhà này á? À, đắp vào những cái chỗ này thay cái tấm tre này gì? Để thay cho nó ấm. Thôi, nhà có con trâu cũng là có kinh tế rồi. Nước trong rồi các bạn này. Rồi hở này. Toàn cảnh này. Ở đây ở trên này cao nữa chứ. Trên này cao. Cao này. Ở bên kia là đồn biên phòng ấy nhỉ. Thế ở cái ngọn núi bên kia có phải là Trung Quốc không? Không biết á. Nghe họ bảo thế gì á? Ở đằng này có sang được Trung Quốc không? Có cửa khẩu không? Hay là lại phải đi qua giam Man Lùng Thàng? Cứ trồng đi, trồng cây đi. Trồng vào chậu á? Trồng vào dưới đất này này. À, cây này này. À, thế này trồng bằng gỗ à? Trồng giống kiểu phong lan này. Hỏi xem lúc nào, hỏi xem cây này chữa bệnh gì để anh đi anh mua. Lần đầu tiên nhìn thấy cây này. Chắc là chữa xương khớp gì sao ấy. Thấy người ta đi bán mình cũng mang về đúng không? Xem nó ra khác thế nào. Ừ, lấy hoa của nó đây. Quả. Ờ, được quả. Chả mùi vị gì. Quần áo. Sao không tìm cái chỗ nào nó thấp thấp ở trên đây cao này? Lạnh lắm. Không có đất á? Đây thế đây là đất của nhà luôn hả? À. Nhà mấy anh chị em? Tám anh chị em á? À? Nhiều thế. Thế năm nay bố bao nhiêu tuổi rồi? 4 năm này á? Thế chị cả năm nay bao nhiêu? Ba mấy à? 30 chưa? 30 rồi á? Nhà không nuôi con gà con vịt gì à? Không nuôi á? Ra đây ở lâu chưa? Được 1 năm rồi á? Thế là lấy vợ xong ra đây ở luôn à?
Thế nào, không phải là con út à? Không, con cả mà. À, con trai cả. Thế con út thì được ở với bố mẹ đúng không? Thế này là ra ở được một năm thế này là cũng không khá rồi. Khó khăn ý, quá khó khăn. Làm cái đường kia phải kẻ kẻ đấy, kẻ kẻ thì đi xe này nó mới không trơn. Ông làm thế đi kinh lắm. Ừ. Bên kia là xa nhỉ. Ở đây có con ngan kìa. Có mấy con ngan? Ngan có 4 con. Ngan này nuôi để Tết à? Nuôi. Không biết nuôi thôi. Tết 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 đã có lợn hay gà gì chưa? Lợn thì có, gà không có. Lợn không có, gà không có. Tết Tết ăn Tết kiểu gì? Ăn cơm không à? Thế á? Có biết làm nghề gì không? Không biết làm nghề gì á? Mấy đứa mà lạnh nữa thì ấy trâu không lại mất cả gia tài đấy, phải quây nó ấm vào. Không phải đâu mà là cho nó vào sau cái nhà này này, làm chuồng cho nó lạnh quá thì phải dắt nó sau cái nhà này này thì nó khuất gió. Ở trong này nó là đón gió rồi không ạ, thì nó sẽ lạnh hơn. Đẻ được đứa đầu là con trai không con gái? Con gái à? Con gái đầu lòng sướng nhỉ. Hay sao có cái mái lập tôn à, ngoái này này là ấy rồi, tránh mưa rồi. Ở đây người dân của người ta còn biết làm kinh tế các bạn ạ, có nghĩa là còn biết cày, biết cấy, biết đi làm thêm ấy, mà còn như thế này ấy. Không biết đến một số vùng khác thì nhà toàn phụ nữ mà đẻ nhiều nữa thì không biết thế nào. Như thế này so với trên này là cũng không khá rồi. Cái trồng cái cây này đi xem nào, hỏi xem là nó chữa bệnh gì không nào, anh lên anh hỏi anh mua. Hả? Ôi giời. Phải trông, phải hỏi, phải xem như thế nào chứ, về tôi về uống không may bị làm sao sao. Kinh lắm. À không biết, giờ còn không biết á. Trồng nhiều chuối vào để nó giữ đất, trồng nhiều cây ở dưới này để nó giữ đất, nó đỡ sạt xuống dưới. Đào á? Trồng không, nó sạt đất xuống dưới đường này, nó lại lở hết nhà đi.
Thế là ở nhà là chỉ biết cấy rồi. Thế ở kia ngan kia đúng không? Mấy con ngan kia đúng không? Xa trên kia đi. Cuộc sống quá khó khăn các bạn ạ. Đây là gỗ. Gỗ này là anh ta để lấy cái máy kia xẻ ra xong đậy vào đây thay những tấm tre này. Cho nó ấm. Mình xin kết thúc video ở đây nhé. Xin chào các bạn nhé.